Hello tất cả mọi người, hiện tại hôm nay thì mình đang có một chuyến đi Hà Nội 5 ngày 4 đêm. Và hiện tại thì mình đang đi qua bên nhà của anh Gia Khiêm nè. Đi qua bên đó, rồi sau đó thì tụi mình sẽ đi chung. Lúc này là đang đi ra sân bay để check in nè. Đó mọi người biết vì sao bây giờ mình lại đi Hà Nội. Nói chứ là mình đi ra để mình đi xem khách nhưng mà mình đi chơi luôn. Và trong lúc mình ra thì có mấy bạn vô tình biết mình và đã xin chụp hình với mình. Nè mấy bạn nhỏ hơi bị dễ thương luôn. Mà mỗi lần khi mà bay đi Hà Nội thì mình rất là mệt luôn mọi người. Tại bay tận 2 tiếng lận mà mình đi máy bay chung với khi mà mình trở về mình đi ngủ hết trơn á. Mình toàn giỡn mà. Cho nên không thấy mình siêu mệt luôn. Xong rồi mình đi xuống mình phải chờ Gia Khiêm lấy vali. Xong rồi tụi mình lại di chuyển từ sân bay ra Hà Nội. Tầm 1 tiếng rưỡi thì mình mới về tới khách sạn. Và mình đã ngủ liền luôn sáng hôm sau. Khi mà mình đi ra đường thì mình đã bắt đầu thấy những cái xe của mấy chị Blackpink rồi. Và đây đã đi ra sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị đi xem mấy chị nha. Hôm nay thì An ra khá là sớm, tầm 4 giờ thì An đã ra sân rồi. Nhưng mà tầm 5 giờ thì mọi người mới bắt đầu được đi vào trong á. Và mọi người biết không khí ở đây rất là vui nhộn, mở nhạc Blackpink 24/24 luôn. Và đặc biệt là ở đây mọi người ai cũng mặc đồ hồng đen, siêu nổi bật, siêu vui luôn mọi người. Rồi mọi người ở đây rộng lắm, mình phải đi tới cái cổng của mình rồi mình gọi điện cho bạn mình tới để tụi mình có thể đi chung. Mà thời tiết Hà Nội rất là nóng, được đó mình đi mà mình như muốn cháy nắng tới nơi luôn á mọi người. Siêu nóng luôn. Các bạn nào đi mà gặp mình thì nhớ comment bên dưới nha. Và anh Khiêm đã tới rồi. Còn đây là bạn Bảo Hà trong trường với mình đó. Và trong lúc mình ra thì có mấy bạn vô tình biết mình và đã xin chụp hình với mình. Trời ơi mọi người ơi, và cái sân mình ở đây khi mà mình đi vào trong thì mình còn được gặp thầy Beo nữa. Và thầy Beo đã hỏi tụi mình thuộc fan chat chưa. Mọi người có biết bài Lừa hân thú giết chết kêu hai ta. Và bây giờ thì đã tới giờ xem concert rồi. Mọi người hãy cùng xem với mình nha. Không biết sao nữa nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình được đứng tại cái sân của đội Mỹ Đình mà mình xem mấy chị diễn là mọi người đứng rất là
là chất lượng, mà mấy chị cực kỳ đẹp, nhất là Jenny. Trời ơi mọi người, mình gặp Jenny ngoài đời mà mình tưởng mình sắp xỉu tới nơi luôn, tại vì quá đẹp, đẹp vô thực mà diễn rất là hay, siêu năng động luôn. Trời ơi, mình ước gì có mình lại được một lần nữa đi xem mấy chị diễn. Bạn tôi và tôi khi đi xem concert Blackpink kiểu lúc đầu lúc sau